Hello Luca, đây là quả gì? Quả chuối. Cho mọi người thấy quả chuối to như thế nào. Wow. Wow. Đây, mà chỉ cho con. Đầu tiên là phải bẻ quả chuối ra làm đôi. Cái này là cái vỏ không có ăn được đâu nha. Chúng ta phải lột cái vỏ ra. Rồi, còn lại là một quả chuối. Lucas ơi. Anh từ từ thôi con, ngàn giờ. Lucas, ngon không? It's good. Cái đó là vỏ chuối không ăn được đâu nha. Lucas, ăn từ từ thôi. Ai dám ăn của con đâu. À. Wow. Cái gì vậy trời? Thắng ăn ở đây à? Rồi chào tạm biệt đi, hôm nay con ăn được nửa quả chuối thôi, để không cho con ăn hết nguyên quả đâu. Chạy đây. Hello, Lucas ơi, chào mọi người. Cái đó là vỏ chuối không ăn được đâu con ơi. Look at.